Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Công an làm việc với người đăng bài sai về vụ sơn lá cờ Tổ quốc trên Facebook. Vụ sơn hình cờ Tổ quốc lên tường nhà ở Quảng Ninh, công an làm việc với người đăng bài trên Facebook. Chiều 15 tháng 8, công an thành phố Hạ Long đã làm việc với anh TMT, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Người đã sử dụng tài khoản Facebook để đăng tải bài viết liên quan đến sự việc Ủy ban Nhân dân phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long yêu cầu anh TDN xóa bỏ hình ảnh lá cờ Tổ quốc trên bức tường ở nhà riêng, phường Yết Kiêu. Theo đó, sự việc cụ thể như sau. Tháng 4, 2020, anh TDN xây dựng công trình nhà ở tại phường Yết Kiêu. Sau khi hoàn thiện công trình, anh TDN có ý tưởng sơn phủ bức tường phía bên phải công trình bằng sơn đỏ, có ngôi sao vàng 5 cánh tương tự hình ảnh lá cờ Tổ quốc. Sau khi hình ảnh ngôi nhà của anh N lan tỏa trên mạng xã hội Facebook, cán bộ phụ trách văn hóa của Ủy ban Nhân dân phường Yết Kiêu đã gặp gỡ, trao đổi với anh N các quy định của pháp luật về kích cỡ, hình thức, hình ảnh lá cờ Tổ quốc và việc quản lý, sử dụng, bảo quản hình ảnh lá cờ Tổ quốc. Được Ủy ban Nhân dân phường Yết Kiêu tuyên truyền, do cảm thấy việc bảo quản hình ảnh lá cờ Tổ quốc phức tạp, dễ bị các đối tượng lợi dụng cắt ghép hình ảnh chống phá, vi phạm pháp luật, anh TDN đã tự nguyện sử dụng sơn đỏ phủ lên hình ảnh ngôi sao vàng 5 cánh trên bức tường. Đến thời điểm hiện tại, bức tường tại công trình nhà ở của anh N vẫn được sơn màu đỏ. Trong quá trình sinh sống tại địa phương, anh TMT có nghe thông tin dư luận tại nơi cư trú về sự việc công trình nhà ở của anh TDN có sơn tường nền đỏ với ngôi sao vàng 5 cánh, sau đó phải sơn phủ lên trên hình ảnh ngôi sao. Mặc dù chưa hiểu rõ bản chất sự việc, không trực tiếp chứng kiến sự việc và kiểm chứng thông tin, nhưng ngày 13 tháng 8, anh T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung sau. Một người em vẽ lá cờ Tổ quốc lên bức tường nhà, tuy nhiên Ủy ban Nhân dân phường Yết Kiêu bắt xóa bỏ. Chủ nhà đang thắc mắc việc làm trên có vi phạm pháp luật gì không, muốn được giải trình bằng văn bản mà cán bộ chưa đưa ra. Bài viết trên được nhiều trang Facebook sao chép, đăng tải lại, cắt ghép nội dung, thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ có nội dung trái chiều, tiêu cực, xuyên tạc về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tại buổi làm việc, sau khi nghe Công an thành phố Hạ Long, Ủy ban Nhân dân phường Yết Kiêu tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về sử dụng lá cờ Tổ quốc và hình ảnh lá cờ Tổ quốc, quy định về sử dụng mạng Internet, mạng xã hội, anh TMT đã ý thức được trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin trên không gian mạng. Và anh T đã cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và của địa phương nơi cư trú, có trách nhiệm đăng tải thông tin đính chính để ổn định tình hình dư luận. Hiện Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an tiếp tục xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức đưa thông tin sai lệch về sự việc này, kiên quyết không để những đối tượng xấu sử dụng tin giả gây hoang mang trong cộng đồng. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long yêu cầu các báo, trang mạng xã hội, tài khoản Facebook gỡ bỏ các thông tin, bài viết không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng đã đăng tải trong những ngày qua. Hai ngày qua, mạng xã hội có nhiều ý kiến về việc một người dân tại phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sơn lá cờ Tổ quốc lên tường nhà, nhưng sau đó đã bị công chức phường yêu cầu xóa đi. Nhiều bình luận cho rằng việc sơn tường nhà là quyền tự do của mỗi người, không ai được quyền yêu cầu xóa. Nhiều ý kiến đặt vấn đề rằng việc sơn lá cờ Tổ quốc thể hiện lòng yêu nước, chứ có vi phạm gì đâu. Trao đổi với BLO, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long cho biết đã có sự việc như vậy trên địa bàn phường, nhưng không đúng với những gì mạng xã hội đang phản ánh. Sự việc này xảy ra từ năm 2020 ở một hộ dân trên địa bàn phường. Gia đình này là Việt Kiều, không thường có mặt tại địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yết Kiêu Ngô Văn Ích cho biết, theo ông Ích, trước đó gia đình có sơn hình lá cờ Tổ quốc lên tường nhà. Tuy nhiên sau một thời gian, hình lá cờ Tổ quốc bị bạc màu, chính quyền đã vận động gia đình quét lại tường để lá cờ Tổ quốc nhìn mới, đẹp hơn, để không phản cảm. Hoặc chủ nhà có thể quét lại, bỏ hẳn hình ảnh lá cờ Tổ quốc đi để không phải sơn, quét lại nhiều lần. Sau đó, gia đình đã sơn lại, bỏ hình ảnh lá cờ Tổ quốc. Sự việc chỉ có vậy và đã xảy ra từ lâu, nhưng không hiểu sao tự nhiên giờ lại đưa lên mạng xã hội với một chiều hướng khác. Lãnh đạo phường Yết Kiêu nói, theo một số chuyên gia truyền thông, sự việc như tại phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long được một số trang mạng đưa lên nhằm câu view, câu like, dựa theo trào lưu lá cờ Tổ quốc trên mái nhà đang nhận được sự chú ý những ngày qua. Theo đó, những hình ảnh về lá cờ Tổ quốc trên các mái nhà bằng tôn liên tục xuất hiện trên mạng xã hội nhiều ngày qua, thu hút hàng triệu lượt xem, hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ.
Nhiều người không chỉ để lại những bình luận thể hiện lòng yêu nước, tự hào mà còn rủ nhau tham gia, biến nó thành một hiện tượng ngoài đời thật và cả trên không gian số. Trên các nền tảng mạng xã hội, người dân hưởng ứng trào lưu này rất sôi nổi, như là một hành động nhỏ đầy ý nghĩa lớn đón mừng lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến ngày 2 tháng 9 năm 2024. Điều 13 Hiến pháp năm 2013 quy định về quốc kỳ Việt Nam như sau. Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, nền đỏ ở giữa có ngôi sao vàng đâm cánh. Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình tròn, nền đỏ ở giữa có ngôi sao vàng đâm cánh, xung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, quốc kỳ Việt Nam sẽ có hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, nền đỏ ở giữa có ngôi sao vàng đâm cánh. Trên thực tế, có một số kích thước tiêu biểu của cờ Tổ quốc như 60 x 90cm, 70 x 105cm, 80 x 120cm, 90 x 140cm, 120 x 180cm, 140 x 210cm. Kích thước cổ lớn của cờ Tổ quốc gồm 2 x 3m, 4 x 6m, 6 x 9m. Như vậy, người dân khi muốn theo trào lưu vẽ cờ Tổ quốc trên mái nhà thì có thể dựa theo tỷ lệ nêu trên để vẽ cho đúng. Phần 3 Điều lệ 974 năm 1956 quy định về việc dùng quốc kỳ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa như sau. Khi treo quốc kỳ phải chú ý đừng để ngược ngôi sao. Treo quốc kỳ ta với quốc kỳ một nước khác, người đứng đằng trước nhìn vào thì cờ của ta ở bên tay phải, cờ nước ngoài ở bên tay trái. Khi cần treo quốc kỳ của ta và quốc kỳ nhiều nước khác thì sẽ có chỉ thị riêng của chính phủ đền rõ thứ tự sắp đặt của các cờ. Khi treo cờ của ta và cờ các nước khác thì các cờ phải làm đúng biểu mẫu, là bằng nhau và treo đều nhau, không treo lá to, lá nhỏ, lá cao, lá thấp. Treo cờ và ảnh, treo ảnh chủ tịch nước cùng với quốc kỳ thì để ảnh thấp hơn quốc kỳ, hoặc để ảnh trên nền quốc kỳ dưới ngôi sao. Ở các cơ quan chỉ treo thường xuyên ảnh chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cờ Tổ quốc tung bay rợp trời Điện Biên. Sáng ngày 7 tháng 5, tại sân vận động thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Phần diễu binh, diễu hành là điểm nhấn trong sự kiện với sự tham gia của lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc, khối nghệ thuật. Bộ Quốc phòng có đội pháo lễ, hồng kỳ, xe chỉ huy, xe quân kỳ quyết thắng, các khối đại diện lực lượng chiến sĩ Điện Biên, nam sĩ quan lục quân, nam sĩ quan phòng không, không quân, nam sĩ quan hải quân, nữ sĩ quan quân y, nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình, nam sĩ quan tác chiến điện tử, nam sĩ quan đặc nhiệm, nam sĩ quan biên phòng, nam sĩ quan cảnh sát biển, đội quân xe đạp thô, nữ du kích miền Nam và các khối đứng. Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn của biên đội trực thăng vũ trang treo cờ đảng và tổ quốc bay ngang qua sân vận động Điện Biên. Trên bầu trời Điện Biên lịch sử, nơi 70 năm trước, quân và dân ta đã lập nên chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội, lá cờ đảng và cờ tổ quốc tung bay rực rỡ, khẳng định khí phách non sông, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết, kiên cường của nhân dân Việt Nam. Biên đội trực thăng vũ trang thuộc quân chủng phòng không, không quân, quân đội nhân dân Việt Nam mang theo cờ đảng, cờ tổ quốc Việt Nam di chuyển ngang sân vận động Điện Biên. Hình ảnh này tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm nên chiến thắng lịch sử, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu để đất nước nở hoa độc lập, phồn vinh, hạnh phúc. Trong hành trình xây dựng, trưởng thành, các lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, khẳng định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, để lại nhiều ấn tượng, tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam với bè bạn Nam Châu, đồng nghiệp quốc tế và người dân địa phương. Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện chính thức và quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, góp phần khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ và sự phát triển lớn mạnh không ngừng của quân đội nhân dân Việt Nam, dân quân tự vệ và công an nhân dân
trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng. Đồng thời giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục củng cố niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là dịp để biểu dương sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.